Chết là xong rồi chứ. Đậu xe đâu, sửa xe lại đi coi. Hay chạy bộ rồi. Còn chiếc xe đây nè. Ủa sao còn nữa nhờ? Anh đây coi, coi lại đây coi có cái chỗ nào bán đạn không? Đáng lẽ mọi thứ phải chấm hết kết thúc rồi chứ. Vậy thì vụ luôn đi. Thế là đây lấy đạn luôn, lấy đạn lấy xe ra luôn. Mua đạn thì mới chơi được. Tao tưởng đâu nhiệm vụ ấy mà hình như còn cứu nhờ đó nữa mày ơi. Tao về tao mua cái súng mới được. Súng Akakunda thấy quá tệ rồi. Để mua giảm thanh bắn chơi rồi. Là cậu mê bắn giảm thanh lắm. Súng bắn đùng đùng ta biết hết rồi còn gì chơi. Tao về tao mua giảm thanh cái. Biết tao có tiền mua không nữa. Tao ơi còn 740 mua gì trời. Nghèo bây giờ. Muốn được cái đầu giảm thanh của mở cái lót súng nữa. Thứ 4 rồi nè. Vai. Coi lấy súng gì ra thêm này. Hôm ta mua cái súng gì sẵn rồi. Cây giảm thanh rồi. Giảm thanh là cây này. Chừng nào không biết mở cái cung ngon đó trời. Nào giảm thanh thì bán 1.700 mắc dữ à. Cắt cổ mũi họng à. Định giết ngờ à. Khốn thiệt chứ. Rồi lẹ ra chỗ đó kìa. Ôi sai ý cũ. Lấy xe đi đi. Rồi lấy xe ra rồi nè. Rồi, tao xe gì dường như là không chạy. Có mở cửa vậy trời. Cái máy bay đó kìa. Né đó để trái xe. Cái lót súng rồi sao không mở ta. Không nghĩa chứ à. Ui. Cái này là cái gì đây. Bạn già mình bắn trái máy bay đó luôn à. Tối nào hữu ích nâng mới được. Đây chả thấy cái nào mà được được. Ôi bắn hụt không cái đó. Kho chỉ xem. Ủa gì vậy, gì vậy, gì đâu bắn vậy. Đấy kho đít chơi cơ. Ở đâu nó bắn kìa. Mà chưa đăng điểm nữa. Được thăng rảnh chứ gì. Nè. Cứu coi. Mày đâu? Tao chết đó đó chứ đâu, ngoài đường á. Đây hả? Thôi dí theo vô đó đi. Cái bà nữa. Lên xe đi. Đi. Để cho trực thăng hành dữ rồi. Sao mấy nay trực thăng càng ngày càng nhiều. Thả trực thăng lớn cao quá. Bắn nó hả? Rống. Xe này mới chạy nhanh nè. À, có xe tận dụng ha. Tao giờ tao cầm sẻn tao giết đó cho mày coi nè. Cầm sẻn tao xong vào danh địch nè. Vậy mới số dách nó đỉnh cao nè. Lên đó hình như cứu rồi nó gì 600 mấy mét. Lên cứu ai? Nhỏ kia. Cái khu vực đó phải hồi nãy gọi Miner Hâm Quần mới đúng. Miner Hâm Quần nè phải không? Miner của mày nữa. Ừ đúng rồi. Ê cái chỗ này giống cái chỗ mà hổm bét nhỏ đại nhân. Mình đi làm vụ của bét nhỏ đại nhân trên đây nè. Ừ đúng rồi. Ủa mà sao cái chỗ này tao chạy xe mượt chứ mày. Gì đâu mượt, bình thường mà. Tao chạy cũng được. No. Mà có điều an toàn hay không thì tao không biết à. Tao nghĩ là độ an toàn là không có rồi đó. Ê nãy mấy cái khe đá tao lách như điện luôn, như điên luôn thấy không. Như điện nữa chứ. Ồ cái xe này không được hả. Ồ xe chạy địa hình ngon thiệt chứ. Lên tới rồi. Ủa sao dài dữ. Gặp tao nè, tao ban núi rồi. Đâu, cũng trượt chứ ở đó mày ban được. Cố ban được thôi. Cũng trượt. Ban trượt rồi mình tính đường khác mình gãy. Trượt chạy không được chứ. Cái này mà lỡ cái đi luôn dưới rồi sao ta. Tờ cái kỹ thuật nó chạy sao đi luôn chứ. Nó tao né luôn mấy đó ra không đụng trong nó luôn thấy không. Mày đang bị gấu dí.
gì mày làm, mày làm như thế ghê vậy? Kệ, khoan, tăng đứng núp, tăng đứng núp chờ mày kìa. Đừng cho tụi nó thấy. Hình như mình phải mở khóa cái gì trong nhà nữa kìa. Tụi nó núp kìa, đang núp mình nè. Bò bò từ từ vô bẻ cổ của tăng á. Hai thằng luôn kìa. Bò vô đi. Vậy bọn thấy phi diệu thiệt. Ồ, ta giết hai thằng, ta cân hai thằng đây, cứu nó coi. Rồi, ok. Rồi, mở khóa cái nhà nó ra. Đồ dữ dội rồi. Cái này phải không? Đâu rồi? Trên đây hả? Ủa, nằm dưới hả? Đứng đi. Để cái mọi lúc cần chiến đấu thì đem chó ra. Cái lúc này đem chó nó hữu hiệu nhất. Gì đây? Mở ra, mở ra. Mở ra lấy khôi tiền cho nó. À, cứu cái con nhỏ bị tra tấn hả má. Tao nghĩ là vậy. Trời, cống vô. Cái chỗ hả mình chạy nhớ không? Xông lên. Hổm mà chạy thoát ra giờ chạy vô. Giờ cứu nhỏ đó. Gì sâu dữ vậy? Sâu dữ. Nhà gì? Khoan khoan nói kìa. Bị phát hiện rồi. Đông thế. Lú đầu thì lên, ôi tính tính nó lú đầu lên tao bẻ cổ nó, bắn cái đầu nữa chứ. Nè cái chỗ nhỏ bị tra tấn hành hình đây nè. Ủa còn nữa hả? Đi sâu vào. Này là giết, giết nó chưa xong phải đột nhập căn cứ nữa. Núp gì mà núp mệt quá. Ê, ê, cứ giữ. Chọi cái đầu mày nè. Đầu, đầu. Kìa. Cần câu. Kìa mới thấy này. Ê. Mới núp thấy thằng ở đây kia nè. Đó mà sao mắc hay vậy? Ôi, tăng hả? Bà mẹ. Cứu coi. Đồ chơi súng hạng nặng luôn. Súng đó mới giết nổi tăng chứ. Nào rồi, nào. Nào mà gan dữ rồi xong luôn. Cái súng này bắn giật quá. Nhưng mà đạn nó kích thước lớn. Bắn chết nó đi cũ nha. Nào mà la kinh nè. Mày này đi nghe tự nhiên bình tĩnh ta. Nó bị ngu mà. Nhưng không chuyện gì xảy ra hả? Ê, lậm đạn đúng rồi. Cái gì cũng từ từ hết phải không? Đây. Gì trong đây nè, mấy thằng tù binh trong đó, mấy thằng đầu trọc nhìn ngáo quá. Như mấy thằng nhậu đá. Ừ. Bên đây nè. Biết rồi, nhưng mà tính coi có cái gì trong đó lậm không? Có tiền không mày? Đây không có tiền bạc gì hết vậy. Giấu hết đầu cho mấy này. Ờ, khu này giống khu tra tấn mà nghe kinh thế. Khu tra tấn hình nè. Tàu con. Cắm sừng nai vô, cái này cũng chịu nghiên cứu vải. Rồi xong. Nhỏ đầu trọc xả thân đi xa mấy này đường không à. Nó tự tử mày ơi. Nó biết này chết nó tự tử á. À nó nhìn lộn, cũng nhìn lộn. Cái đầu lao ra như đúng rồi. Thằng nhỏ này bị nhiễm chất tẩy não rồi. Cưng. Ghê vậy cô em gái. Làm hư quá à nha. Bữa không cứu nữa nè. Bình tĩnh là được rồi hả? I didn't think you'd come back. Something. Mắt thâm quần hết coi mờ rồi.
Sao trong game này sao nhìn mắt đứa nào nó nói thập phần nhiều đứa thập phần thiệt chứ. Cứ làm cho Tấn lòng sao xuyến hoài, bồi hồi sao xuyến. Hai đứa thập phần sao tao mắc cự sao á. Gì trời, không có diễn tả được. Ta thập phần cự ta. Mà con dao đó ngon hả? Cho tao xin con dao đó đi. Tao giờ tao chỉ có một suy nghĩ à. Tấm hình làm gì mày á? Tấm hình nó làm được gì? Con kia nằm chè hẻ chơi hơi, đưa hàng ra lộ liễu thế. Tao giờ tao chỉ có một suy nghĩ, nếu mà tao ở trong game này tao sẽ đi hấp mấy xác chết. Tao sẽ hấp gì mấy xác chết. Nó làm gì mà nó quýnh mấy tấm hình chi mày? Có hiện vật tao đang mặc ngoại trang kìa, làm luôn đi. Tại vì nó tức hôm nay ở đây nó bị xăm biếm, nó xăm nát bướm luôn. Nên là nó tức thù biết không. Hôm nay thằng này lấy thằng đó lấy nó ra thí nghiệm xăm bướm, xăm hoa, xăm cỏ đồ. Ừ, giờ nát bướm rồi. Bởi vậy hỏi sao không tức? Nóng, nóng chứ. Tức, rồi cứ phát phát không. Tức tức là kêu là cái thằng đó là xăm kiệt tác chưa xong, sao mày nỡ mày ra đi sớm vậy? Để bà đây bà chờ. Ngày nào bà cũng banh bướm ra chờ xăm hết nè. Rồi giờ chạy lên nè. Bảo kê con điên nữa đó. Lôi về. Ủa, đây đường ra đâu? Nó sẽ chỉ với mình, thấy không? Mày thấy ghê chưa? Ở camera đủ chỗ ha, thả tù nhân ra hả? Mấy chỗ này mấy đồ nó thả tù nhân mày ơi. Cộng lên, cộng lên. Ê, có nhiều hướng kìa mày. Đứa đi hướng đi. Được không? Được. Nè, này cứu cụ, mở cửa giải cứu mấy tù nhân ra nè. Mấy bệnh hoạn này nè. Cái gì vậy? Sao nhận giải cứu không ra cha nội? Ngu dữ vậy? Tao ở đây mấy hạng nặng không à, lo gì? Mấy tù nhân này ngu ngu giống như trong Half-Life nhớ không? Nhà mấy kỹ sư trong Half-Life á. Cổng ra! Ừ ơi. Cụ nó không ra chứ. Này đi được. Ủa cái chỗ này rồi sao? Là ok rồi đó. Cái gì dưới vậy trời? Thôi ok. Sao trung tâm nghiên cứu của nó mà chia ra hai đường hả? Tăng nè, tăng cơ. Ôi. Ê, chạy. Gì vậy tăng hả? Đang hay đạn. Chứ cầm sục nè làm ăn được gì? Rồi cái chỗ nghiên cứu mà. Phá hủy hết á. Bắn. Cầm thục đi, cầm thục sục cho ngon. Sao cây này làm ăn được gì? Trung tâm ổ đĩa của nó phá hết mấy cái ổ đĩa. Còn nè. Này bởi nhỏ này yếu hơn AJ chỉ cần AJ là chỉ cần gì đây đông mấy vô. AJ là chỉ cần đấm một phát làm hư cái máy liền. Rồi xong rồi đó. Đi lên nè. Thấy sao nó giống sắp nổ vậy? Này nấp nấp ở thừ hả? Evacuation. Chết rồi. Ủa bị đóng cửa hả? Warning. Cái này. Lạc bước rồi. Rồi. Nào. System failure. Đường nãy đúng rồi phải không ta? Đường nãy á. Nước nó bơm dâng cao lên. Electrical system offline. Dưới có nước đúng không? Ừ. Coi phá nó ống nước kìa. Kìa nó đang xả nước vô thấy không? Emergency. Xả đi.
Tao hưởng đường leo nè, có nè. Tao, tao cứ tự đến đâu trời xả nước. Kỳ á. Rồi đây. Này cũng nghiên cứu. Người chạy chạy qua kia mày ơi. Danger. Né ra coi, né rồi. Multiple system failure. Lên trên đó luôn hả? Hơi cao đấy. Tao giờ mấy súng tao có bắn được đâu. Bắn cái bật cái này ra hả? Damn it. Từ thôi. Kìa đang hạ nữa kìa. One section at a time. Súng mày bắn được, súng tao có bắn được đâu. Nhẹ nhảy lên nữa kìa. À, mình leo lên nó hạ xuống mày ơi. Đấy mà. Đó đơn giản đây. Kệ cho nó bắn kìa. Rồi chết ngắt tao rồi nè. Bữa đó nữa. Chết tao rồi. Thôi không xong rồi. System failure. Trời ơi cái chỗ này. Đợi hả không? Coi 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 đường lên à. Danger. Ra coi dịch. Kệ có đường hạ xuống ngay đó kìa. Nấp. Nấp. Rồi, còn chỗ nào nữa không? Hay là đi, hay đi cặp mẹ này qua. Nhảy qua, nhảy qua. Nhảy con. Đã gút. Tấn này cũng thấy đạn nữa, chết rồi. Ôi trời ơi, ta chọi trái lựu đạn tự bóp ta luôn. Vãi. Mở này ra coi cái gì. Quỷ đó anh thoát, không chỉ với mình được thoát. Ê mình còn để phải đi. Phá quỷ chỗ này, mình phá quỷ mới có mấy chục phần trăm kìa. Chưa đủ kìa. Mà thoát ra vậy đâu có đủ đầy điểm mày. Cái chỗ khỉ ho nào nữa đây. Carbon monoxide detected. Than có mở đâu. Mình phải phá hủy thêm. Kiếm cái gì dữ còn phá đó, được phá đó. Đi. Ở dữ quá, dữ quá. Evacuate in an orderly manner. Nè 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 mấy cái bình này nè. Đó. Rồi đủ rồi. Rồi đi 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 đi. Thử thằng này chạy ngang qua tao luôn mày. Chạy ngang qua, chạy rắn qua tao nữa chứ mày. Chị, không biết chứ. Gì hết. Ôi. Chết tao rồi nè. Sao mà bao nhiêu thứ có dồn vô người tao không vậy? Có nhiều cũng dồn vô người tao hết luôn á. Tao chạy rồi sao dồn vô tao được. Rồi xong. Sẵn đây. Trời ơi, rồi chết tao luôn à. Nạp đạn que gì á. Bắn viên nạp viên. Cái súng này khó bắn quá. Bắn càng được ha. Từ từ thôi. Chậm rãi, chậm mà chết. Tại làm nhanh quá. Đâu có hối thời gian đâu, chừng nào đếm giờ kìa tính. Yeah. Rồi nè, giờ ra đây nè. Ồ cái gì sao cứ nổ vô người tao hoài vậy? Mấy này kỳ. Tao bò được chứ. Tờ ơi, tao bấm cái cục dao mà cũng nạp đạn nạp bình nội nữa chứ nè.
ai vậy ta? Tao gọn dưới còn hắn lên. Ai nhìn nó? Rồi, chết một... luôn á. Không thấy tụi nó mày ơi. Khói, khói mù, khói bụi bay mịt mù. Tình chứ. Bộ nổi tao. Đang mở ra kìa. Đang mở ra đó. Kìa, chẹt xuống kìa. Mở ra mình mới trèo lên được. Thiên liên đại nghĩa. Mới có cái thang đó mình mới trèo lên được. Đâu rồi? Cảm giác không được ổn cho lắm. Để ý coi còn chỉ đâu rồi. Trèo lên, trèo lên. Ồ, máy bay. Tao mày bị cúng dưới đây rồi. Rồi. Ủa gì? Ủa máy bay của mình. Ba mẹ nó là tao chạy vô. Chạy vô tao né xong vô giờ tổng máy bay đồ ghê lắm. Chạy vô núp máy bay xong chạy ra bắn nó nữa chứ. Ai biết nghe. Thấy nó tỉa xuống có biết đâu. Nữa, làm lại chúng này nữa. Từ từ thôi là được. Leo lên máy bay. Rồi, xong ta phóng lên được rồi. Đó, vậy là bánh cái khu của thằng một thằng trong một cái cánh tay phải của cái thằng trùm. Nói chứ chưa chắc phải cánh tay phải rồi, của nó. Rồi, dân chúng mừng ăn pháo hoa luôn. Giải phóng được một khu vực. Giải phóng được một khu rồi hả? Vậy là còn hai khu. Hai khu rồi xong tới khu của thằng Trùm nữa. Khu Trùm nhỏ lắm mà lợi hại. Nhỏ nhỏ có vỏ mà mày. Này không thấy mấy cái đồn lớn giống như Faraday 5, Faraday 4. Đồn đây thấy kiểu như đơn giản. Chắc tại chưa đi tới mấy khu vực khó. Rồi vui vẻ rồi. Giải phóng được một khu vui quá gì. Hey. You gave us something back we thought we'd never have again. Hope. Whatever happens next, we're with you. Nhỏ đó mắt cũng thâm quầng nữa không? Này còn thâm quầng. Mấy đứa nào trong đây cũng thâm quầng hết á, nhưng mà nó không thâm bằng Mino thâm quầng thôi. Không thâm bằng Mino thâm quầng ngoài đời hả? You're the one in charge. And if you ever need anything, just let me know. I was wondering when you were gonna stop by.
có cái con Miner Tham Hoàng kia mặt mai ấy gần bằng thôi. Tuổi gì? Đâu lên TV. A seal has been opened. Dạ lên rồi, dạ lên rồi. Chữ chữ. Tao lên tao nói đó. À quên mày mày. Tao với ai? Loved by few. Quên đó là mày. Feared by many. Dạ lên nói cũng chia sẻ cảm xúc dữ ha. Misunderstood by all. Except me. Đau thương vì một tướng của mình đã ra đi. John was not biết luôn hả? Chứ sao? Đó kìa thằng kìa John kìa. Có viết in cái chữ đó là đấy. Có tên riêng tập viết in. Từng là một monster gì á. Tao là trình độ tiếng Anh hạn hẹp nữa là tao không thể nào mà tao phiên dịch và lồng tiếng những cái câu nói của già này ra được. Tao còn không biết gì. Thấy chưa? And sometimes it was not even good. Dạ chia buồn, đau buồn, đau khổ rồi. And those responsible for his death will đúng thì giả bộ diễn sâu. I promise you that. Rồi xong. Máu thù. Chuẩn bị là chuẩn bị còn hai khu nữa, còn hai khu nữa. Ê hình như à. Rồi vậy là xong rồi đó. Để coi mình mở được gì mày. 3.000. Tao cho điểm kỹ năng gì á. Ừ không cho điểm gì á, nói chung là mở được thêm được lót súng thôi chứ không có gì nhiều với mấy đợt kia. Mày mở được lót súng nhưng súng mà tao không có mở lót nào hết. Tao là nó khóa rồi. Tao là coi như là cái người vô trợ giúp mày thôi, trợ chiến thôi. Rồi vậy kết thúc video được rồi. À, thì bây giờ mình sẽ kết thúc video này ở đây. Các bạn cảm thấy sao video này thì hãy để lại bình luận bên dưới. Và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.